Lấy hai người chồng nhưng bà chẳng thể chọn vẹn cùng ai. Bà một mình nuôi năm đứa con nhưng lại chẳng đứa nào nuôi nổi mẹ lúc tuổi già. Bà lủi thủi và sống ở viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tôi gặp nghệ sĩ Thiên Kim trong một buổi trưa đầy nắng ở khu dưỡng lão nghệ sĩ nằm trong con hẻm nhỏ đường Âu Dương Lân, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là khu dưỡng lão nhưng kỳ thực chỉ là một ngôi nhà nhỏ, một trệt, một lầu, toanh toàng nằm giữa khu đất dở bóng cây. Ở tuổi xế chiều, Ngôi nhà này là mái ấm của hơn 20 nghệ sĩ từng vang bóng một thời trên sân khấu. Trong suốt cuộc trò chuyện giữa tôi và nghệ sĩ Thiên Kim về nghề, về đời, với những buồn vui nơi khóe mắt, chốc chốc khu dưỡng lão lại vang lên tiếng chó sủa vì sự xuất hiện của một vài mạnh thường quân đem gạo, mắm muối, trái cây tới cho những nghệ sĩ già. Theo lời kể của nghệ sĩ Thiên Kim, thì tuổi thơ của bà không được tròn trặn như người ta. Mẹ tôi sinh được ba người con gái nhưng không ở được với cha tôi nên bà rời nhà chồng, dắt theo hai người chị lớn để tôi ở lại chung sống với mẹ kế từ lúc 2 tuổi. Những năm tháng ở với dì ghẻ, nghệ sĩ Thiên Kim rất thấm thía câu nói của người xưa Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng Nghệ sĩ Thiên Kim kể, từ nhỏ bà đã trải qua những trận đòn nghiệt ngã của mẹ kế Nói nhớ mẹ đẻ cũng bị đánh, bị đánh đau cũng không được khóc, mẹ kế bắt phải cười Mỗi lần mẹ đẻ về thăm, cô bé 7 tuổi năm ấy phải trốn vì nếu gặp thế nào lúc mẹ đẻ về, cô bé cũng bị mẹ kế đánh đòn. Tôi đứng trong buồng, lén nhìn mẹ mà nước mắt chảy ra, nghệ sĩ Thiên Kim nhớ lại. Mãi đến năm 8 tuổi, mẹ đẻ tới đón về. Bà cho con gái làm đào con ở gánh hát Kim Thoa. Lớn lên, cô đào ấy cũng lấy chồng rồi sinh con. Khi con trai đầu lòng mới được 3 tháng thì chồng mất. Bà đi tiếp bước nữa và sinh thêm bốn người con, hai trai, hai gái cuộc sống ấy vốn đã phức tạp lại gặp mẹ chồng khắc nghiệt không ở được nghệ sĩ thiên kim dắt cả năm đứa con về sống với mẹ ruột ở quận gò vấp rồi người chị cả của bà theo chồng sang ba lan người chị kế lấy chồng ở tây ninh cuộc sống khó khăn họ sinh năm đứa con rồi cũng lần lượt gửi cho em gái nuôi lúc đó nghệ sĩ thiên kim mới rời sân khấu cải lương trở thành nghệ sĩ tự do đi đóng phim diễn kịch lồng tiếng phim cứ thế một mình bà nuôi mẹ năm con cùng năm cháu Kể đến đây, giọng bà trùng xuống, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể những tháng ngày kia, tưởng mới hôm qua. Như để che giấu sự xúc động và nỗi tủi lòng sâu thẳm nào đó đang tràn về, nghệ sĩ thiên kim cười, gió thổi phất phơ mấy sợi tóc bạc. Rồi các con, các cháu lớn, người gà chồng, người lấy vợ, bà để lại căn nhà cho người con trai út, rồi xin vào khu dưỡng lão nghệ sĩ cũng mười mấy năm rồi. Tết nhất, ai nào nhớ thì tới, quên thì thôi ốm đau cũng thế, các con biết thì qua thăm, không thì thôi. Chắc tụi nó nghĩ tôi ở đây ổn rồi nên cũng yên tâm, hỏi để ý nhiều, nghệ sĩ Thiên Kim chùa chát nói. Tôi hỏi, có 5 người con, sao bà không ở với các con mà lại vào đây, buồn vui một mình? Nghệ sĩ Thiên Kim cười mà giọng nghẹn lại. Chúng nó là công nhân, cuộc sống không khá giả gì, mình ở với tụi nó rồi thành gánh nặng. Những lúc túng quẫn, tụi nó gây lộn, rồi nhiều khi nói những câu làm tổn thương mình. Nghệ sĩ mà, nhạy cảm lắm, tôi không muốn con mình mang tội lỗi thôi thì xin vào đây được ban ái hữu và hội nghệ sĩ thành phố lo cho chỗ ngủ ngày hai bữa cơm chẳng bao giờ bị đói nói thật tôi chết cũng xin hóa thân rồi đưa ảnh lên chùa để khỏi phiền con cháu cuộc đời bạc với bà là thế nhưng cũng đôi lúc bà được an ủi bằng tình thương của khán giả và bè bạn bà kể có lần về bạc liêu quay chương trình của đài truyền hình thành phố hồ chí minh người dân xúm lại nắm tay hỏi han nồng nhiệt lại có lần về Đồng Tháp, đôi vợ chồng nọ thuyết phục bà ở lại để họ phụng dưỡng như mẹ ruột. Với nghề, trời phú cho bà chất giọng kim trong vắt dù ở tuổi ngoài 80. Từ một đứa trẻ đến người bà 80 tuổi, nghệ sĩ thiên kim lồng tiếng như thật. Trong bộ phim Người tìm vàng của đạo diễn Đào Bá Sơn, bà từng lồng tiếng cho đứa trẻ hơn một tuổi góc gọi cha đạt đến nỗi đạo diễn Đào Bá Sơn mình quính. Khi mà nhiều diễn viên trẻ than mệt thì nghệ sĩ thiên kim chưa bao giờ kêu ca một tiếng. Dù có những lần quay từ sáng sớm tới tối mịt, bà bảo ai mời phim gì tôi cũng nhận hết, vai có khó đến mấy cũng dáng vì miếng cơm manh ngạc. À.